huynh cùng các con. Cô tên là Phạm Thị Hồng Phượng, dạy lớp trời 5, trường Mầm Non Hòa Mi, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Do tình hình dịch Covid rất là phức tạp nên các con không thể đến trường. Nên hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con làm đồng hồ và nhẫn bằng lá dừa. Các con chú ý nhìn xem nhé. Các con ơi, để làm được chiếc đồng hồ nè, cô chuẩn bị lá dừa và cây kéo nè. Khi sử dụng kéo thì các con nhớ là phải cẩn thận nè, không để kéo cắt vào tay mình nha. Đầu tiên cô sẽ cắt hai đầu của lá dừa nè. Sau đó cô sẽ tước lá dừa ra thành hai phần. Tiếp theo cô sẽ cắt một phần ngắn của lá dừa nè và cô để bên dưới phần dài của lá dừa. Sau đó cô sẽ gấp hai mép lại với nhau. Tiếp theo cô gấp mép trên của lá dừa lại với nhau nè và để cho chúng bằng cạnh của nhau. Tiếp theo cô sẽ sâu vào lỗ bên trên của lá dừa và cô kéo lại. Cô sẽ miết thật mạnh nè để cho các nếp gấp lá dừa không bị bung ra. Tiếp theo cô sẽ sâu thêm một lần nữa. Rồi cô sẽ lấy chiếc đồng hồ bỏ vào tay mình nè và kéo lại sao cho vừa với tay mình. Sau đó cô sẽ cắt cái phần dư của chiếc đồng hồ ra. Rồi cô được chiếc đồng hồ rồi đó các con. Bây giờ cô sẽ làm chiếc nhẫn nè. Cũng tương tự như chiếc đồng hồ, cô cắt một phần nhỏ của lá dừa và cũng để bên dưới phần dài của lá dừa và cô gấp hai mép lại với nhau. Tiếp theo cô cũng gấp phần trên của lá dừa lại sao cho chúng bằng cạnh nhau. Cô cũng miếp nhẹ lại nha các con. Tiếp theo cô cũng lấy đầu lá dừa nè, sau vào lỗ bên trên của lá dừa và cô kéo lại. Lúc này cô sẽ miết mạnh lại nè để cho các phần gấp của lá dừa nè không bị bung ra. Bây giờ cô sẽ sâu thêm một lần nữa nè. Rồi bây giờ cô sẽ lấy chiếc nhẫn nè, đeo vào tay của mình và cô kéo sao cho vừa với ngón tay của mình. Sau đó cô cũng cắt phần dư của chiếc nhẫn ra. Cô đã được chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn rất đẹp đẹp nè các con. Các con ơi, cô vừa hướng dẫn cho các con làm đồng hồ và nhẫn bằng lá dừa nè. Các con có thể chơi cùng với anh chị em của mình. Khi chơi xong các con nhớ là cất đồ chơi gọn gàng nè và rửa tay sạch sẽ để phòng chống Covid nha các con. Bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại các con.